Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình vừa mới rã món xong con xe Honda City nha anh em. Rồi, anh em cần món nè, anh em nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Rồi, rất là nhiều món nha. Đó, rã nguyên con xe, chưa có vệ sinh. Bây giờ mình sẽ đi rửa nha các bạn. Đi rửa sạch sẽ. Thì anh em cần món nào anh em nhắn tin trong Zalo giúp mình các bạn ơi. Rồi, anh em cần món nào anh em nhắn tin trong Zalo giúp mình sẽ báo giá từng món cho các bạn nha.